Các bạn ơi, đây là thành phẩm của món cá kho chuối mình vừa mới làm xong. Các bạn sẽ thấy là miếng cá rất là rắn thịt và miếng chuối vẫn còn giữ nguyên được luôn này. Xương rất là nhiều. Và làm thế nào để chúng ta có một cái món cá kho mà nó rắn thịt, chắc xương mà nó lại không hề tanh một chút nào, thì bây giờ các bạn sẽ cùng vào bếp với mình các bạn nhé. Chào các bạn, hôm nay thì mình sẽ quay một món, đó chính là món cá kho chuối xanh các bạn. Đây là một cái món ăn rất là ngon và phù hợp với cái bữa cơm gia đình, và với những cái buổi mà trời mát mát một chút thì các bạn ăn cái món cá kho chuối này sẽ rất là ngon. Nguyên liệu cá các bạn chuẩn bị cho mình đó là cá trôi nhá. Cá trôi thì kho nó sẽ rắn thịt và nó sẽ rất là thơm và nó không bị tanh ấy. Thì các bạn mua cho mình con cá trôi từ 1,2 kg đến 1 kg thôi các bạn nhé. To quá thì thường thịt nó bị bã. Ở đây là thịt ba chỉ. Thịt ba chỉ thì các bạn sẽ chuẩn bị cho mình 300 g. Chuối xanh, chuối xanh thì các bạn chuẩn bị cho mình 6 quả nhé, 6 hoặc là 7 quả tùy các bạn thích ăn nhiều hay ít. Và riềng, riềng này thì các bạn sẽ rửa sạch đi, sau đó thì mình sẽ thái thành những cái miếng dây ấy. Bây giờ thì mình sẽ cùng làm cái món này các bạn nhé. Đầu tiên cá trước khi mua về thì các bạn sẽ rửa sạch qua cho mình bằng nước muối loãng để cho nó không bị tanh. Chỗ này thì mình đã sơ chế qua rồi các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ thái đến cái phần thịt. Thịt ba chỉ này thì các bạn sẽ thái cho mình thành những cái miếng vuông tròn. Và các bạn lựa chọn cái phần nó hơi mỡ mỡ một chút thì ăn cái món thịt kho nó sẽ không bị khô. Kho cùng với cá mỡ này nó ra thì nó sẽ làm cho cá của chúng ta nó ngậy lên và nó không bị khô ấy các bạn. Quan trọng là không bị khô. Với cái các cái món kho thì quan trọng nhất vẫn là thịt nó không bị khô, nó không bã. Đây rồi, bà vừa chuẩn cho con này, con ăn. Đó, cái phần thịt ba chỉ thì các bạn sẽ thái thành những cái miếng nó to cho mình như thế này nhé. Đó, khi chúng ta kho lên thì nó sẽ rất là ngon luôn. Cái phần riềng, riềng thì các bạn cứ để nguyên cả cái phần vỏ nhé. Chúng ta chỉ rửa thật là sạch thôi. Các bạn tách ra các bạn rửa sạch đi cho mình nhé. Riềng này thì các bạn sẽ thái cho mình thành những cái miếng dày một chút nhé. Các bạn thái thành những cái miếng dày một chút để mình xếp ở phía dưới đáy nồi để cho nó không bị cháy trong quá trình mình kho. Bởi vì thường là kho, khi mà kho cá ấy, thì các bạn sẽ kho cho mình, nếu như để cá được rắn thịt và ngon ấy, thì các bạn sẽ kho cho mình từ 3 đến 4 tiếng thì cá nó sẽ rất là cứng và thơm, nó không bị tanh ấy. Riềng thì các bạn cứ chọn những cái củ nó già và nó to nhé. Tiếp đến là cái phần chuối xanh nhé. Chuối xanh này thì các bạn sẽ chuẩn bị cho mình 6 quả. Các bạn có thể cạo vỏ ra, tách vỏ ra như mình thế này, hoặc là các bạn có thể để nguyên cả cái vỏ, cái phần vỏ xanh như thế này. Khi kho lên thì ăn cũng sẽ rất là ngon. Nhưng mà mình tách ra như thế này để khi mà ăn thì cái nó không có cái vị chát ở cái phần vỏ ấy. Và khi mà các bạn gọt ra như thế này thì các bạn ngâm luôn cho mình vào cái nước muối loãng các bạn nhé, để cho nó không bị thâm cái phần vỏ. Và các bạn sẽ cắt khúc cho mình những cái khúc có độ dài từ 2 đến 2,5 cm nhé, những cái khúc vuông như thế này để mình đem đi mình kho. Bây giờ các bạn đem cá đi ướp cho mình nhé. Cá này thì các bạn sẽ ướp cho mình một chút muối canh này.
và một chút bột ngọt cộng với một chút tiêu để cho cá, cái phần cá ngấm nước vị ấy. Chút hạt tiêu các bạn nhé, để cho cái phần cá của chúng ta nó không bị tanh và nó ngấm gia vị, thì khi mà mình nấu lên nó sẽ rất là ngon. Cá này các bạn có thể sóc lên hoặc là trộn đều. Các bạn ướp cho mình trong vòng 15 phút các bạn nha. Sau đó thì mình sẽ quay trở lại và làm tiếp cái món cá kho chuối xanh này. Trong lúc chờ ướp cá thì các bạn đi làm cái nước hàng cho mình nhé. Các bạn sử dụng cho mình 3 muỗng canh đường để cho các tháo đây. Khi mà các bạn thấy đường của chúng ta chuyển sang màu nâu cánh rán thì các bạn cho nhỏ lửa lại nhé. Và các bạn tùy các bạn muốn cá của chúng ta nó có màu đậm hay là nhạt thì các bạn cô cái đường nó chuyển sang màu đó. Nhưng mà theo mình ấy thì là nó chỉ chuyển sang cái màu hơi nâu như thế này là nó đã được rồi này. Bây giờ thì các bạn sẽ cho nhỏ lửa lại hạt để chúng ta cho nước vào để nó không bị bốc khói lên nhé. Sau khi mà cho nước vào rồi thì các bạn đun để cho cái đường này nó tan ra hết. Thì mình bắt đầu mình xếp các nguyên liệu vào trong này để mình bắt đầu kho các bạn nhé. Bây giờ thì các bạn sẽ pha cái phần nước để chúng ta làm nước kho nhé. Các bạn sẽ sử dụng cho mình 3 muỗng canh mắm. Muỗng dầu hào nhé. Và các bạn cho thêm cho mình 1/2 cái bát nước này vào đây. Nước sôi á. Các bạn sẽ cho thêm nước vào đây và các bạn sẽ khuấy tan cái dầu hào ra. Sau đó thì mình khi mà các bạn đã xếp hết tất cả các nguyên liệu rồi thì các bạn sẽ đổ cái phần này vào nhé. Sau khi đường đã tan hết rồi thì bây giờ các bạn sẽ xếp các cái nguyên liệu vào để chúng ta tiến hành làm cái món kho này các bạn nha. Đầu tiên là riềng. Riềng thì các bạn xếp hết ở dưới đáy nồi cho mình. Mình phải chuyển sang cái nồi lớn hơn tại vì là cái nồi kia nó hơi thấp ấy. Mà hôm nay lại kho cùng với chuối ấy. Chuối thì nó rất là nhiều cho nên là mình sẽ phải sử dụng cái nồi nó cao hơn một chút. Bây giờ các bạn sẽ cho cái phần chuối vào nhé. Các bạn xếp chuối ở phía dưới cùng với cả cái lớp riềng. Các bạn sẽ xếp cái lớp chuối này ở dưới. Sau đó thì các bạn thêm cái lớp thịt ở phía trên cho mình. Cái thịt ba chỉ này thì các bạn nên lựa chọn cái phần nó nhiều mỡ một chút thì khi kho nó sẽ làm cho cái món cá của chúng ta nó thơm ngon và béo ngậy. Nó không có cái nó không bị khô các bạn nhé. Sau đó thì các bạn sẽ cho cái lớp cá lên trên và kho cho mình trong khoảng À,
Các bạn sẽ cho thêm cho mình 1-2 quả ớt vào nhá, để cho nó khử cái mùi tanh của cá ấy. Đó, sau khi mà các bạn đã các bạn sẽ cho cái phần nước vào đây nhé. Nếu như các bạn thấy ít nước quá, như mình thế này là mình cảm thấy nó hơi ít nước, tại vì là hôm nay kho hơi nhiều chuối cho nên là mình sẽ pha thêm cái phần nước nhé. Cái phần nước thì tỷ lệ các bạn pha như vậy 3 muỗng canh mắm cộng với cả 1 muỗng dầu hào, và độ mặn thì tùy các bạn nêm nếm để vừa với gia đình nhà mình nhé. Đó, và bây giờ thì các bạn và để kho cá ngon ấy thì thường là người ta kho từ 3 đến 4 tiếng cá mới ngon. Còn nếu không thì các bạn kho cho mình tầm 1 tiếng thì cái phần thịt nó cũng đã mềm và ăn đã rất là ngon rồi. Sau khi mà các bạn đun cho mình được 1 tiếng rồi thì các bạn sẽ mở ra để kiểm tra nhé. Các bạn sẽ kiểm tra cái nồi cá kho của mình. Đó, các bạn thấy không ạ? Mình sẽ phải cho thêm nước thôi, tại vì là mới kho được 1 tiếng thôi mà nó đã cạn rất là nhiều rồi. Bây giờ mình sẽ cho thêm nước vào đây các bạn nhé, để mình kho thêm khoảng 2-3 tiếng để cho cá nó rắn và nó chắc, và cũng như là cái xương của nó mềm ấy. Đây là nồi cá của mình sau khi kho được 3 tiếng này. Mình phải cho thêm nước vào các bạn ạ, để cho cá của mình nó nhừ xương ấy. Bởi vì cả nhà mình ai cũng rất là thích ăn cá được nhừ xương, cho nên là mình cho thêm nước để mình kho cho nó nhừ. Còn nếu như mà các bạn mà không thích ăn cá nhừ xương thì các bạn chỉ cần kho cho mình 2 tiếng là cá đã rất là ngon và rắn thịt rồi ấy. Đó, và mình sẽ chờ cái thành quả sau 1 tiếng nữa các bạn nhé. Sau 1 giờ thì các bạn sẽ thấy là wow, cá kho rất là ngon luôn này các bạn này. Đó, các bạn thấy không, cá kho rất là ngon. Và mình sẽ kho thêm một chút nữa để cho nó rắn thịt lại nhé. Và vẫn còn một chút nước nữa nha các bạn. Đó, màu sắc đã rất là đẹp rồi, nhìn rất là hấp dẫn luôn. Đó, sau khi mà cá kho xong thì các bạn sẽ thấy là cá của chúng ta rất là rắn thịt. Đó, cá rất là rắn thịt luôn các bạn. Và mùi rất là thơm luôn, rất là ngon. Đó, khi nó cạn nước rồi nó sẽ như thế này các bạn nha. Và mình chúc các bạn sẽ có một cái món cá kho thật là ngon, cá kho chuối rất là ngon luôn. Đó, và hẹn gặp lại các bạn trong video clip tiếp theo của mình các bạn nhé.